Đức Thắng đang đứng trên cầu. Chiếc cầu này là vượt qua sông Inn, giáp danh giữa xã Vạn Thiện và xã Minh Nghĩa của huyện Nông Cống. 18:30 chiều, các công nhân vẫn đang miệt mài công việc 3K4 kíp để cho kịp tiến độ. Lát đá của tuyến đường dân sinh, đồng thời là làm ta lia của cái tuyến đê giao nhau với đường cao tốc. Để cái tuyến đê này thì gọi là tuyến đê sông Inn đấy. Trên cái đoạn đường này thì Đức Thắng đang nhận thấy là các công nhân cùng với những cái cổ máy siêu to khổng lồ đang rải một lớp bê tông dày tầm khoảng 25 đến 30 cm. Sau cái lớp đất đá cấp khối thì sẽ có một lớp bê tông như thế này. Và sau lớp bê tông này thì sẽ thảm 3 lớp nhựa đường. Đây là đoạn đường cao tốc chạy qua cái địa phận giáp danh giữa Minh Nghĩa và xã Vạn Thiện của huyện Nông Cống, Thanh Hóa vào buổi chiều ngày hôm nay, ngày 26 tháng 5 năm 2023. Đức Thắng review để cho quý vị và các bạn cũng như một số bác yêu cầu Đức Thắng là review ra phía Bắc từ điểm giao nhau quốc lộ 45 với ở các huyện miền núi phía Bắc của huyện Nông Cống, cũng miền núi phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa. Đức Thắng hứa sẽ review cho quý vị và các bạn cập nhật thông tin. Trong cái khuôn khổ video này thì cũng không thể phản ánh hết một cái tuyến dài như thế được, thì Đức Thắng cũng lần lượt đi từng khúc một trong cái tuyến đường này để các bác có thể thấy là những cái cổ máy siêu to khổng lồ được đưa vào sử dụng lần này trên tuyến cao tốc Bắc Nam rất là hiện đại. Thảm một lớp bê tông. Chỉ những khi mà có cái tuyến đường trọng điểm quốc gia đi qua hoặc là mình có để ý đi đâu đó thì mình mới thấy những cái cổ máy như thế này. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ thì Đức Thắng mới thấy cái cổ máy nó như thế này. Đức Thắng bây giờ thì tiếp tục di chuyển về phía Bắc.
chúng ta lại tiếp tục đến một cái chiếc cầu nữa, gọi là chiếc cầu vượt cái sông Làng Hón của xã Minh Nghĩa. Mặt cầu thì mới được đổ bê tông, đang ngăn cách chưa cho các phương tiện và người đi qua lại. Để các bác có thể thấy là mặt cầu vẫn chưa giáp nối, lan can vẫn chưa đổ bê tông. Đấy, ở dưới lòng sông thì rất là sâu và rộng. Đức Thắng muốn di chuyển sang bên kia thì phải đi xuống đường dân sinh bên dưới lòng sông để sang bên kia. Đây các bạn có thể nhìn lại cái cây cầu. Đấy, Đức Thắng đi bên dưới này, lòng sông này. Đấy, người ta đã đắp để làm cái đường dân sinh, đồng thời là vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho bồi đắp cao tốc. Cây cầu rất là nhiều nhịp, rất là dài này các bác. Lòng sông rất là rộng. Đây là cái hầm chui từ thị trấn Nông Cống muốn ra xuống vùng 4 của huyện Nông Cống, như các xã như là Minh Khôi, rồi Minh Nghĩa và một số xã vùng 4 thì phải đi qua cái cầu chui này. Chúng ta thấy là cầu chui rất là rộng, dài. Đây là của tỉnh lộ 512. Và chúng ta tiếp tục di chuyển về phía Bắc. Chúng ta đang đi trên địa phận của xã Tế Lợi, huyện Nông Cống. Sau khi đi qua xã Minh Nghĩa, thì chúng ta sẽ đi đến xã Tế Lợi của huyện Nông Cống. Đức Thắng nhận thấy là trên mặt đường cũng đã thảm nhựa. Cái tấm ngăn cách bê tông cũng đã được đưa lên mặt đường. Ở đây thì Đức Thắng nhận thấy là sẽ có một cái đường dân sinh đi qua. Đúng là như vậy. Cái hầm đường dân sinh thì đang làm, chưa xong. Các công nhân vẫn đang tiếp tục, mặc dù bây giờ đã là 18:30 chiều. Công việc vẫn ngổn ngang.
Theo thông tin Đức Thắng được biết thì từ nay đến tháng 9 âm 9 năm 2023 thì cái tuyến đường gọi là cái đoạn đường từ Thanh Hóa ra Ninh Bình sẽ được nối liền, và từ Thanh Hóa Hà Nội sẽ được thông xe. Các công nhân đang miệt mài trong công việc. Đây là cái đường hầm dân sinh rất là hiện đại. Vừa đường hầm dân sinh mà vừa qua một cái hồ đó các bác nhé. Cái hồ này thì như người dân nói là trước đây là một cái nhánh sông, sau đó là cái nhánh sông nó không còn tác dụng thì dân có khoanh lại để nuôi cá rất là sâu và rộng. Vì vậy mà khi mà đường cao tốc triển khai thì người ta làm một cây cầu. Và bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển ra phía Bắc. Đây là nút giao với quốc lộ 45. Đường cao tốc Bắc Nam, địa phận xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Điểm giao rất là rộng đó các bác. Để chúng ta tiếp tục di chuyển một chút nữa để chúng ta xem cái điểm giao này. Cái đoạn đường này thì mới được đắp đất. Đây, chúng ta có thể thấy là điểm giao rất là rộng. Hầm chui nhé, hầm chui chứ không phải là điểm giao. Xin lỗi quý vị và các bạn, đây là điểm chui quốc lộ 45 bên dưới, còn đường cao tốc bên trên. Quốc lộ 45 thì đi từ các huyện Nông Cống, Như Thanh, vân vân và ra thành phố Thanh Hóa. Các công nhân cũng đang làm việc hối hả để cho kịp cái tiến độ. Theo Đức Thắng được biết thì công nhân làm việc trên cái tuyến đường cao tốc Bắc Nam thì chia làm 3 ca, 4 kíp làm việc liên tục để nhanh cái tiến độ để về đích. Đây các bác thấy là nền đất trên tuyến cao tốc thuộc địa phận của xã Tế Lợi. Đức Thắng đã lên mặt đường sau khi đi xuống đường dân sinh. Đây các bác thấy, nhìn lại cái
đường hầm rất là hiện đại, nhiều làn xe. Quốc lộ 45 sau khi được nới rộng thì là có một mặt đường hai làn xe khoảng 16 mét. Đây, chúng ta nhìn từ xa cái hầm quốc lộ 45. Bây giờ là giờ tan tầm, vì vậy mà người và các phương tiện qua lại của hầm quốc lộ 45 giao nhau với cao tốc rất là đông. Đây các bạn thấy là rất là đông. Đức Thắng tiếp tục đi lên mặt đường để review cho các bác xem cập nhật cái tiến độ nó như thế nào. Đức Thắng nghĩ là cái đoạn đường này là chậm tiến độ nhất so với toàn tuyến từ Mai Sơn đến quốc lộ 45 của tỉnh Thanh Hóa. Đang còn rất là ngổn ngang. Không biết là vì cái lý do gì mà tất cả các đoạn, các tuyến khác đã sắp hoàn thành, đã trải nhựa lớp 3 và đã đưa các phương tiện, các thiết bị lên mặt đường để lắp đặt rồi mà cái đoạn này đang đổ đất và cái hầm đường chui cũng chưa được hoàn thành. Để các em nhỏ chiều lại đi thả diều trên mặt đường, những gò đất rất là cao. Chiều hôm nay thì Đức Thắng nhận thấy thời tiết là sắp có một cơn mưa rất là lớn đấy các bác. Các bác truyền truyền cho công ty trách nhiệm hữu hạn Long Tơ cũng phóng lên mặt cầu để hóng mát đấy. Đây là khu vực Thanh Phong. Ở nơi đây có nhà máy giày Kim Việt ở đằng phía tay trái Đức Thắng
theo hướng Bắc và có trại giam Thanh Phong. Các bác có thể nhận thấy là đây có một cái đường dân sinh. Đấy. Vì vậy mà sẽ có một cái hầm đường chui cũng đang được làm, đang được đổ bê tông. Và Đức Thắng nhìn thấy là không thể vượt sang bên kia được. Bởi bên dưới là lòng sông rất là sâu và rộng. Chưa có đường đi qua, chưa có đường dân sinh đi qua, muốn đi qua thì phải đi tắt vào trong khu dân cư, ra đường lớn và tiếp tục di chuyển lên mặt đường. Thì video sau thì Đức Thắng sẽ review tiếp tục từ trại Thanh Phong. Xã Tiến Lợi đi ra đến khu ngoài kia, Tân Phúc, Tân Khang và một số huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Thì quý vị và các bạn sẽ đợi video sau Đức Thắng sẽ review. Video của Đức Thắng đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chúc quý vị và các bạn xem video có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Rất mong sự ủng hộ của quý vị và các bạn đã đang và sẽ đăng ký kênh Đức Thắng TV. Có nhiều thật sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin thân ái chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.